Ăn cơm tối xong về nhé. Ăn cơm tối về không? Em cắt rau ăn luộc, ăn cơm nữa ngon. Thôi thôi chị, về liền nha. Em cắt rau ăn luộc, ăn ngon hơn. Cái nhà xe hả? Nhà máy lớn lắm, máy chạy dầu. Đây, máy điện đó, hấp điện đó. Em nói là mười mấy như thế nào, gần chục cái máy lại mà kéo được hết. Hết rồi. Chơi vậy. Chơi vậy. Có đắt chồng cái chồng gì, chồng đại. Cái mưa, cái bố bà nói cái gì đó. Bố bà nói cái gì đó. Nó hôm nay này. Tụi nó học. Đúng rồi. Nó học hồi nãy phải tay không mà. Lên đùng đùng mà.
này không thuốc này. Cái lá đó đó. Cái lá đó mình ngồi xuống bẻ cũng được nữa. Cái này cá quá trời nè. Linh chưa ra tới đây phải không Linh? Chưa được chín đâu. Cái này chưa được chín đâu. Chín là nó phải đỏ như bé này hái là đúng rồi. Linh Linh chưa ra đây phải không? Chưa thấy chín sữa. Rồi, sai nó đi hái trái chanh thôi. Bữa cây canh chanh dòng qua là nó hái nó chanh thôi, nó không biết cây chanh là cái gì luôn. Không biết cây chanh là cái gì luôn. Có gà kìa. Trời ơi, có gà kìa không? À bỏ vô nhà nó trước. Rồi Bi ơi, Linh ơi lên đóng cửa lại vào cho má lùa mấy con gà này. Rồi chị lên đây là chị lên đây đi xong rồi này em lùa nó xuống rồi. Ô đã quá. Mình có sợ gà hả? Nó như mà một bầy dân cư đông đúc. Rồi đây. Rồi nó như chuồng hả? Đúng rồi, nó như chuồng. Thế là nó bảo chứ ủa sao nhà mình hôm nay mà người gì đâu mà nó nhiều thế. Cái đó gì vậy? Cái gì vậy? Nó sợ chưa? Không bao giờ mà bảo bắt cho em con gà hay là cái gì, không bao giờ dám cầm luôn. À cái bà này, bà sợ mấy con này đánh nó đấy. Nó giờ nó có đồ ăn ở trong đó rồi. Cho bà ở ngoài đi cũng được. Để cái bà ở ngoài đi. Ở ngoài cũng được, không sao đâu. Ở ngoài đi. Ê, nó bị. Mấy con
mấy con kia nó giúp nó để nó ngoài tí nó vào đây nó ngồi không được. Đó nó lại vào đấy nó rú, kệ nó cho nó vào đấy nó rú. Nhưng mà nó không có đồ ăn mà. Già rồi hả chị, để chín nó ăn nó ngon lắm, không có giống cái mít kia. Ồ già lắm à. Rồi vàng à. Còn cái này là dơ nha, chỗ này là dơ nha. Hiểu không? Trời ơi chị về chị ăn ngon hơn mít kia nhiều. Ăn nó không có ngán như cái mít kia. Ăn nó không có ngán như mít kia đâu. Rồi, mời bì bừng cái bánh cho nó ăn nhỉ. Tiểu luôn. Bỏ cỡ đi. Nhỏ nhỏ. Ôi cái hồi đấy là nhà em thuê máy nó móc lên để làm cái hầm phân, trước là nhà em trang trại heo, móc lên trại heo cả ngàn heo mà đó, bỏ phân cái này cả ngàn heo luôn á, móc cái này đặng cái sầu riêng đúng rồi, này ngoài này sau này là sầu riêng hết. Sao mẹ? Tới đâu? Tới hết cái chuối nè. Hàng vào ngang luôn không? Cái tắc bên đây cũng vậy nè. Mấy năm trước. Dạ, 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 nhìn khúc vào cũng vậy. Mặt tiền được. Ba nó hỏi thử rồi. Ngọc mua. Ngọc mua. Nói bắt gì là mua đâu lời nữa. Mua chỗ này. Mua trồng mít nè. Là. Bắt 4 tỷ trồng mít. Nó sẵn rồi đó. Nó khổ quá thì nó trồng tới có 2 lọc. Ăn lòi họng rồi. Đâu phải em. Chú có thấy. Chú có thấy. Mẹ sao trong bên đó thì. Xem thằng mẹ lên không qua đó hả? Chú có người ta trồng mà con chủ mà. Chủ đâu có ở đây đâu. Không biết ta lo ta lại. Con mù mắt cắt cái gì nè. Đấy đấy rắc. Cái cây bông gòn cái gì ta. Đây đó hả? Cái gòn trồng tiêu lên á.
trời ơi, người ta có chủ sao lại đây. Chưa lại mấy cái miếng đất nè. Cái gì mắc thì phải mua ở đây. Mắc như gì mua. 4 tỷ. Chính má nhà dạng tiếp luôn. Ờ, thầy. Rồi, đi kiếm thiếu gì chỗ. 4 tỷ mua được cái gì. Mẹ luôn ngay góc nhỏ thấy đằng mẹ quá trời. Nó hay không? Không biết cảnh gì ghê vậy. Đẹp đây rồi. Mà đất mà chỗ nào cũng được. Mà đường đẹp. Mà hai nữa. Đâu có làm. Em hai rồi. Ơi áo đẹp rồi. Ai ơi, thay cái đấy là tạo bỏ đấy trước nha, có bao quần áo đó. Cái này phải lấy cái bọc ni lông bỏ vô. Đây xuống giục cái đi xong rồi nghỉ. Ơi cái chừng hư cái áo xịn quá đó. Giải vẽ mũ hết đi. Sao đâu? Bay 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 dọc á, để giờ nó chảy ra phía trước. Làm sao biết không? Giờ lấy cái đồ bị lấy đầu kia ha. Không, bê 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 xuống đây mà bỏ nè. Không, bê 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 quả chứ con đừng bê bê như vậy nè. Không. Để bê vậy nè. Đây nè. Bê vậy đó. Bê như vậy nè, con đi nha, để vậy nè, con đi nha. Mệt nó nghỉ. Đó, rồi đó. Cái chân. Cái chân. Cái quẹt hết. Cái mắt nhìn không nổi luôn. Nó có cái lần chưa hình rồi. Nên nó sợ nó chạy từ đầu rồi. À bưng đất nè. Mày lắm đất nè. Đây không phải cầm cho con. Mất được cho nó. Cắt như vậy nè. Đó. Phải bỏ bé.